Rồi, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Rồi, vẫn là cái giờ quen thuộc 11 giờ, 19 giờ. Mình xin thử giới thiệu giao lưu tất cả những dòng cây bonsai, những dòng khai thác, chủ yếu là những dòng khai thác của anh em. Rồi, giới thiệu một chủng loại cây quen thuộc của anh em, cây Hải Châu. Cây này thì là một cái cây Hải Châu lá trung, ghép dòng lá nhỏ nha của anh em. Cây này là cây Hải Châu lá trung, ghép dòng lá nhỏ. Bonsai Trường Thi nói rất là rõ cho quý anh em để chúng ta tham khảo. Thì để quý anh em xem cây này thì có một cái bộ đế cũng khá là hay. Tín đồ cho quý anh em đam mê cái dòng lũa nha. Dòng cây rừng thì lũa thì nói chung là khá là ok rồi, nó không có con mục nữa quý anh em. Cây này có bộ lũa cực kỳ quái nha. Cây này bonsai lùng lực, đế cũng khá là lớn nha. Cây này tổng của anh em, tổng của vành đế nó phải là 70 mấy nha anh em. 77 nha. Phần eo tại vị trí này nó là 22 của anh em. Cây có chiều cao tính là mặt chậu là 40, phủ tháng thì khoảng 45. Cây mình xin tự nhắc lại là cây này là cây Hải Châu lá trung, ghép lá nhỏ. Mình em xem bộ đế này rất là khủng, rất là đẹp. Phía bên này mạch bên đây là sống hết nha, khu đây là sống này, sống tới đây luôn, vị trí tới đây luôn. Còn cái mạch phía bên này là lúa, khu là cái sống hết lúa phần này. Đấy, chung là nó cái phần rễ đây nó vẫn sống với em, nó kéo dài này. Cây này là cái bộ đế khá hay, tín đồ cho bên em đam mê cái phần lúa tán thì ok, chỉ cần thì ok rồi. Xem thi định hình xong làm cũng khá là bài bản. Rồi bữa em xem tổng thể cây con xem thi báo giá giao lưu một cây Hải Châu thân lũa. Cây này là dòng lá trung, ghép lá nhỏ. Rồi cây này bên sàn thì giao lưu với anh em giá là 1.700.000 nha. 1.700.000 bên sàn thì bao ship. Rồi 1.700.000 bao ship. Rồi tiếp theo giới thiệu với anh em một cây sơn trà, một cái dòng sơn trà, cũng một cái dòng cây mà phong thủy quý anh em quý ông bà chúng ta chơi ngày xưa nha. Cây sơn trà thì chúng ta chơi lá và nó vẫn có hoa nha quý anh em. Vẫn có hoa nha. Hoa thì bonsai thi chèn ở phần đầu của phần giới thiệu cây sơn trà. Quý anh em có thể chúng ta xem ở phần đầu của cái phần giới thiệu cây sơn trà. Cây này thì cái dáng trực bay. Cây này thì một cây tầm trung, một người bên nặng tay. Dáng bay, trực bay. Khá là ok nha quý anh em. Rồi, cây này có thông số là cây này hoành là 35, hoành 35. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu nó khoảng 65 và tổng tán bay của nó là tầm khoảng 70. Chậu này là chậu Trung Quốc oval, kích thước là 50 nha quý anh em. Chiều cao của chậu là 12 phân. Cây sơn trà thì cái dòng này thì chúng ta chơi cái phần lá và chúng ta chơi hoa, dòng sơn trà của nó vẫn có hoa. Bộ đế cũng khá là hay, khá đẹp, chỉ cần là tương đối thành phẩm nha. Mình xem thì làm chỉnh chu tất cả những cây giao lưu của anh em thì nói chung là cơ bản hoàn thiện về chỉ cần nha. Của anh em về chúng ta cây là chỉ việc chơi và hoàn thành thêm cái phần dâm thôi. Mình xem thì làm rất là ok rồi, chỉ cần khá là ok. Cây này cái dáng cũng khá là hay. Cây tầm trung, một người bê nặng tay nha quý anh em, một người bê nặng tay nha. Đường thân có những cái đường thân còn khá là đẹp. Rồi, quý anh em xem tổng thể cây, một lần nữa mình sang thi báo giá giao lưu.
một cây sơn trà, một dáng trực bay, cây tầm trung, một người bê nặng tay, rất là đẹp anh em. Rồi cây sơn trà này thì bonsai thì giao lưu với anh em giá là 3,2 triệu, 3,2 triệu bonsai thì bao ship. Rồi 3,2 triệu bao ship. Rồi trước mắt của anh em một cái dòng cây quen thuộc, một cái cây hải châu, một cái cây hải châu cũng khá là hay nha, cây này dáng trực, tàn làm theo lối thiên nhiên khá hay. Bên xanh thì quay một vài vòng của anh em xem tổng thể cây nha. Cây này thì nó đang cho hoa và bắt đầu vào cái mùa hoa thì số lượng hoa cũng không có nhiều lắm, cũng có một vài chùm trái cũng đã đậu rồi. Thì xíu nữa sẽ quay gần hơn cho anh em xem. Bây giờ mời anh em xem tổng thể cây. Một cái cây một tử cũng khá hay nha, cây khá là duyên. Rồi cây này thì cái quanh tại vị trí đo nó là 27 nha, 27. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên khoảng 70 nha, 70. Tán thì nó tầm khoảng 45, tán khoảng 45. Chậu này là chậu lục giác. Kích thước là 28 nha. Cao là 22. Rồi, quay gần hơn cho anh em xem thêm cái phần chân đế của cây. Bên em xem cái bộ đế nha. Bộ đế rễ trải đều nha, rễ trải đều. Đế cũng đế tương đối đẹp. Cây này nó cũng khá đặc biệt, nó hai thân nó liền với nhau. Đó. Nó cái phần nó mọc ở trên từ lúc khai thác này nó liền với nhau rồi. Quý anh em xem. Khá là hay. Trong cái cây mẫu tử nha. Cây này thì chi cành thì bên sàn thì cũng làm lại kỹ. Trước khi giao lưu với anh em thì cây này cũng đang cho hoa. Đây đang cho hoa. Đang cho hoa cũng lắc đắc thôi. Nói chung cũng bắt đầu vào mùa hoa trái thôi. Một số cái đợt hoa trước thì nó cũng có một vài trái. Nói chung nó cũng lắc đắc hoa nha quý anh. Đây hoa nha. Nói chung cũng bắt đầu vào mùa thôi. Hải châu thì bắt đầu vào mùa thôi. Thì tầm khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa thì nó sẽ rộ cái mùa hoa. Đây. Thì có một vài chùm trái. Vài chùm trái. Cái này thì cũng vừa đậu trái này. Thì những cái dòng lá này thì nó khá là siêu trái nha. Cây bonsai thì cũng làm kỹ, chi cành. Làm rất kỹ. Để của anh em giao lưu về chúng ta chơi được liền. Tất cả những cây mình sang thi làm thì rất là kỹ trước khi giao lưu đánh quý anh em. Một số anh em có thể chúng ta tự làm được hoặc là hướng một cái form đã có thì quý anh em tiếp tục hoàn thiện cây. Thì cũng đã định hình xong và chi cành thì cũng rất là bài bản rồi. Rồi, mình xem thi quay thêm một vài vòng nữa báo giá giao lưu cùng Nguyễn Em. Rất là cây này cũng khá là hay nha, cây hải châu. Cây này cho hoa trái thì Nguyễn Em về và cho hoa trái được liền nha. Rồi, cây này thì bên sàn thi giao lưu với Nguyễn Em giá là 1,7 triệu nha, 1,7 triệu bên sàn thi bao ship. Rồi 1,7 triệu bao ship.